Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một cái máy cassette đĩa hát đĩa của hãng Aiwa. Model của nó là CCSD MD10. Con này nó chơi đĩa CD ok, băng cassette vẫn hát ok, nhưng dây cô ra nó trùng, nó hát nó hơi nhão. Còn MD kẹt đĩa trong, không lấy ra được nha. Rồi em bỏ nó luôn. Đang có cái đĩa MD bên trong. Đây là các phím chức năng cơ bản của nó. Ở trên này lúc nguồn, volume lớn nhỏ. Bên này là radio CD, MD, stop CD, stop MD. Đây là các phím của băng cassette như tới lui, play, tạm dừng. Đây là radio AM FM. Con này radio full tần số Việt Nam 1.8 MHz nha. Đây là núm xoay dò đài nha. Còn đây là anten, FM. Mặt trước của nó thì đây, bằng cái xét của nó đây. Mặt trước của nó thì nó có cái phím cơ bản như để ghi đĩa MD nè, nhưng MD em nói là không dùng được nha, nó kẹt băng trong không đọc luôn đó, nó báo đó. Đây là nút biên tập hát đĩa, đây là nút equalizer, chỉnh cái chế độ equalizer nè, flat nè, nhấn cái slip luôn, slip mình xoay bên núm này, đây, xoay núm này chế độ nhạc nè, nhấn cái nữa. Rồi, hiện giờ tắt máy. Còn các phím này nét bài, lùi bài của MD. Nút lấy đĩa ra nhưng không lấy được nữa. Vâng, sau đây em test chức năng bằng cassette trước đi nha. Bằng cassette nó cho nó hát chưa vui thôi. Thực ra nó bị dây cora nhão rồi nên nó hát eo eo tí. Em test luôn bằng cassette. Đó. Và sau đây em test chức năng đĩa CD. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lung linh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, một môi hôn dưới tháp chuông. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang, luôn radio.
giúp em. Năng suất chất lượng cây trồng cùng với việc khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích, đa dạng hóa cơ cấu giống, sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất chất lượng cao, hiện các ngành chuyên môn của tỉnh đã và đang tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho các cây trồng vụ thu đông, đẩy mạnh việc sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thực hiện tốt công tác. Vâng, em test chức năng kỹ thuật của máy xong, nó chơi CD, radio, cassette và thay với bác thay dây cô ra. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video clip của em. Chào các bác.